Triều đại này kéo dài 355 năm với 26 vị vua, là triều đại tồn tại lâu nhất và trải qua nhiều đời vua nhất lịch sử Việt Nam. Triều hậu Lê được chia làm hai giai đoạn, Lê sơ và Lê Trung hưng. Nhà Lê sơ kéo dài 99 năm, từ 1428 đến 1527, với 10 vua, có tài liệu chép 11. Nhà Lê Trung hưng kéo dài 256 năm, từ 1533 đến 1789, với 16 vua, tổng là 26 vua. Đây là triều đại phong kiến tồn tại lâu nhất trong lịch sử Việt Nam và trải qua nhiều đời vua nhất. 10 vị vua nhà Lê sơ gồm Lê Thái Tổ, Lê Thái Tông, Lê Nhân Tông, Lê Thánh Tông, Lê Hiến Tông, Lê Túc Tông, Lê Uy Mục, Lê Tương Dực, Lê Chiêu Tông và Lê Công Hoàng. 16 vị vua nhà Lê Trung Hưng gồm Lê Trang Tông, Lê Trung Tông, Lê Anh Tông, Lê Thế Tông, Lê Kính Tông, Lê Thần Tông, Lê Trần Tông, Lê Huyền Tông, Lê Gia Tông, Lê Hy Tông, Lê Dụ Tông, Lê Đế Duy Phương, Lê Thuần Tông, Lê Ý Tông, Lê Hiển Tông và Lê Triều Thống.